Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Bristol. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 754, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Tôi nhìn ra rồi, yên tâm đi, tôi sẽ giải độc cho các anh. Lâm Minh bình tĩnh nói. Đại nhân, loại độc chúng tôi uống là quỷ môn thê, hiếm gặp nhất trên đời này. Uống loại độc này xong, ngoài người hạ độc thì không ai giải được. Đại nhân, hay là anh thả chúng tôi về đi, như vậy chúng tôi còn có tia hy vọng sống sót. Lại một người nữa run rẩy nói xong liền quỳ xuống dập đầu. Quỷ môn thê, một cao thủ của Liên minh Thanh Huyền lập tức nhíu mày. Độc thuật của ngoại vực phát triển chậm như vậy sao? Tại sao quỷ môn thê tép riu thôi mà cũng được gọi là hiếm gặp trên đời? Tép riu, cả đám sát thủ sửng sốt, chỉ thấy một người của Liên minh Thanh Huyền túm lấy một sát thủ ở bên cạnh, ngón tay điểm vào mấy huyệt vị trên người anh ta một cách nhanh nhẹn dứt khoát, sau đó vỗ mạnh một cái vào lưng anh ta. Sát thủ kia lập tức bẹ ra một bãi máu bẩn, sau đó những người nằm gục dưới đất không có động tĩnh gì. Hả? Những người còn lại biến sắc. Anh ta chết rồi sao? Anh giết anh ta rồi? Một lũ ngu xuẩn. Tôi đang giải độc giúp anh ta. Vị cao thủ kia của Liên minh Thanh Huyền chắp hai tay sau đít, lạnh lùng hở mũi. Quỷ môn thê trong người anh ta đã được giải xong rồi. Cái gì? Mọi người vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Không thể nào, quỷ môn thê sao có thể giải được dễ dàng như vậy? Chúng tôi đã tìm tới vô số cao thủ dùng độc. Ai cũng nói, ngoài thuốc giải được làm riêng ra, không ai có thể giải được nó. Sao anh lại giải được dễ dàng như vậy chứ? Tuyệt đối không thể. Một người có chút không chấp nhận được, khuôn mặt vặn vẹo, lớn tiếng kêu lên. Không tin sao? Đặc trưng của quỷ môn thê là chỗ khuỷu tay có một vết độc giống như chốt cửa. Anh nhìn xem, cánh tay anh ta còn dấu vết đó không? Dứt lời, lập tức có người đi tới kiểm tra. Quả nhiên, hai cánh tay của người đang nằm dưới đất đã không còn vết độc. Đúng lúc này, người kia chậm rãi mở mắt ra, ôm lấy đầu, vẻ mặt mơ hồ. Tôi bị làm sao vậy? À huyết, anh cảm thấy sao rồi? Tôi cảm thấy rất khỏe, như chưa bao giờ khỏe như vậy. Sao người tôi lại hết đau rồi? Lồng ngực cứ như được đổi mới hoàn toàn. Dường như lúc này người kia mới có phản ứng, vội vàng xoa ngực, kinh ngạc kêu lên. Giải được thật rồi. Không phải chứ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt quỳ xuống đất, cuống quýt kêu lên. Đại nhân, xin hãy giải quỷ môn thê trên người chúng tôi với. Chúng tôi sẵn lòng dùng thuốc độc của các anh. Đại nhân, xin hãy giải độc giúp chúng tôi. Chúng tôi đồng ý cống hiến cho anh. Mọi người kêu lên khẩn thiết, ai nấy vô cùng nóng lòng. Lâm Minh có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ. Quỷ môn thê đối với bọn họ không những hiếm gặp mà còn chẳng khác nào tra tấn. Bởi vì đêm nào loại độc này cũng phát tác, đau đến mức phế phủ tê liệt, chỉ muốn chết đi. Thế nên chúng phải loại độc này, cho dù không chết thì bọn họ cũng bị hành hạ chết đi sống lại. Giải độc cho bọn họ, sau đó cho uống tịch nguyệt đan. Lâm Minh bình thản nói. Vâng, Minh chủ, mọi người bắt đầu hành động. Đại nhân, tịnh nguyệt đan là cái gì? Có người dè dặt hỏi. Yên tâm đi, tịnh nguyệt đan sẽ không hành hạ các anh như quỷ môn thê đâu. Các anh uống tịnh nguyệt đan không những không có bất cứ phản ứng phụ nào, mà còn có thể cường hóa cơ thể, nâng cao sức mạnh sinh mệnh của các anh. Nếu các anh trở về bên cạnh Tư Mã Thu Diệp mà bị ông ta phát hiện, thì loại đan này có thể giúp các anh an toàn thoát khỏi thương minh. Lâm Minh bình thản nói, tôi sẽ cho các anh 10 viên thuốc hãm. Mỗi tháng uống một viên là có thể áp chế, không cho thuốc độc phát tác. Chỉ cần thuốc độc không phát tác thì các anh sẽ không khác gì người bình thường. Vậy nếu thuốc độc phát tác thì sao? Anh đần thế, đương nhiên là sẽ chết rồi. Ngô Thế cũng hỏi. Một đồng bọn ở bên cạnh không khỏi đánh một cái vào đầu anh ta. Không không không, trong thời gian ngắn sẽ không chết. Thuốc độc phát tác thì phải 3 ngày sau mới chết. Lâm Minh lắc đầu. 3 ngày sau? Mọi người sửng sốt. Đúng. Trong 3 ngày này, độc lực sẽ dần ăn mòn cơ thể các anh, bắt đầu từ tứ chi. Ngày đầu tiên, tay chân các anh sẽ hóa thành nước máu, trở thành người lợn. Ngày thứ hai, ngũ quan của các anh sẽ biến mất, nằm im dưới đất không thể động đậy, trở thành một quả cầu thịt. Ngày thứ ba, các anh mới biến hẳn thành một vũng nước máu và mất mạng. Lâm Minh mỉm cười đáp, anh vừa dứt lời, tất cả bọn họ đều tái mặt, run lên cầm cập. Rầm! Một cánh cửa đẹp đẽ, quý phái bị đẩy ra. Bạch Họa Thủy mặc trang phục công sở màu trắng, đeo kính gọng vàng, hơi ngước đầu lên,
buông bút trong tay xuống, dựa vào ghế nhìn hai người mới đi vào, mỉm cười nói: La sát đại nhân, Càn Đồng đại nhân, có chuyện gì gấp sao? Còn chưa gõ cửa đã xông vào rồi. Càn Đồng đang định giải thích thì La Sát đã đập mạnh tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Bạch Họa Thủy đang ngồi trước bàn làm việc. Minh chủ, tại sao thông tin về Thần Y Lâm đều sai lẻ ra vậy? Người này không những là Long Soái thứ tư của Long Quốc, mà trong tay còn có rất nhiều cao thủ đáng sợ. Chuyện này là sao? Thông tin là do đại hội đưa cho chúng ta, sai thì phải tìm đại hội chứ. Bạch Họa Thủy mỉm cười, lúng đồng tiền duyên dáng như hoa, khiến La Sát nhìn mà trái tim không khỏi khẽ run rẩy. Cũng không biết tại sao, cô ta phát hiện dạo gần đây, vị minh chủ này càng ngày càng xinh đẹp, cứ như cải lão hoàn đồng. Ngay cả phụ nữ như cô ta cũng không dám nhìn thẳng quá lâu. Ý bà là sao? La Sát hít sâu một hơi trầm giọng hỏi. Yên tâm đi, tôi sẽ báo cáo với đại hội, phía tin tức tình báo sẽ bắt bọn họ kiểm điểm sâu sắc. Lúc cần thiết thì phải thay đổi tuyến tình báo. Bạch Họa Thủy cười nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các cô ăn một vố ở chỗ Thần Y Lâm à? Sắc mặt La Sát có vẻ cổ quái, một lúc lâu không nói nên lời, chỉ hừ một tiếng. Bạch Minh Chủ, hai bố con Thang Hổ bị Thần Y Lâm đưa đi rồi. Càn Đông trầm giọng nói. Ồ, Bạch Họa Thủy sửng sốt, mày liễu nhíu lại. Lẽ nào cậu ta muốn nhúng tay vào? Cũng không phải muốn nhúng tay, với phương hướng phát triển hiện giờ của kỹ thuật Thang Thành, thì e rằng Dương Hoa sẽ là đối tượng tiếp theo bị công kích. Bà nghĩ cậu ta có thể tránh được sao? Càn Đông lắc đầu nói. Bạch Họa Thủy không nói gì, thực ra trong lòng bà ta mơ hồ có cảm giác lo lắng. Tuy không biết là ai đang ngấm ngầm tiến hành kế hoạch xuôi nam, nhưng chắc chắn đó là người của Thương Minh. Hơn nữa, thế lực còn cực kỳ lớn. Nếu Lâm Minh bị quấn vào chuyện này, không khéo còn đối đầu với Thương Minh. Tôi biết rồi, hai người lui xuống đi. Bạch Họa Thủy phát tay. Bạch Minh Chủ, hai bố con Thăng Hổ thì phải làm sao đây? Lẽ nào cứ để Thuận Y Lâm đưa đi mà chúng ta không làm gì? La Sát cuống lên hỏi, rất không cam lòng. Cô định làm gì? Bạch Họa Thủy nhìn chằm chằm La Sát hỏi. Tôi muốn nhờ bà gửi thư cho đại hội, bảo bọn họ phái cao thủ chí cường đến, cùng tôi đến Thần Y Lâm để đợi người. La Sát nghiến răng nói, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Cô ta thừa nhận mình đã sợ, nhưng cô ta rất không phục. Cô ta cảm thấy mình không nên để lộ dáng vẻ hoảng hốt trong trường hợp đó. Đây không phải biểu hiện của một người thông minh, lại càng không phải biểu hiện mà người của đại hội nên có. Huống hồ, chắc là Lâm Minh cũng không dám giết cô ta, nếu không chính là tuyên chiến với đại hội. La Sát cảm thấy vô cùng nhục nhã, thế nên nóng lòng muốn lấy lại mặt mũi. Bạch Họa Thủy thông minh sáng suốt, đương nhiên là nhìn ra được chút tâm tư này của La Sát, nhưng bà ta không phải trần, chỉ mỉm cười nói. Tôi sẽ xin đại hội, chỉ có điều bây giờ Thần Y Lâm là long soái của Long Quốc, muốn đối phó cậu ta thì phải lên kế hoạch kỹ càng. Tôi cũng không chắc bên kia có đồng ý hay không. La Sát siết chặt nắm tay, cũng nghe ra được Bạch Họa Thủy đang qua loa lấy lệ, chỉ đành hơi cúi người. Cáo từ, dứt lời, liền cùng Càn Đồng rời đi. Bạch Họa Thủy lắc đầu, tiếp tục xử lý văn kiện trên bàn. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Bạch Họa Thủy còn không ngẩng đầu lên, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên để đầu đinh và râu chữ bát tiến vào. Người đàn ông mặc trường bào màu xám, lồng ngực có hình vẽ lá phong, vẻ mặt hiền hòa, nở một nụ cười. Bạch Minh Chủ chăm chỉ thật đấy, lần nào tìm đến bà cũng thấy bà đang bận rộn với công việc. Người đàn ông cười nói, là phó minh chủ Tư Mã sao? Bạch Họa Thủy nhăn nhó cười, lúc trước Dịch Tiên Thiên tiếp nhận Thương Minh, để lại một đống hổ lốn cho tôi, mà tôi không tăng ca xử lý cho xong, thì Thương Minh sẽ có rất nhiều phiền phức. Bà cũng phải chú ý sức khỏe, đừng để mệt quá. Người đàn ông tỏ vẻ quan tâm. Cảm ơn phó minh chủ Tư Mã, tìm tôi có việc gì sao? Bạch Họa Thủy hỏi, à, chuyện là thế này, chẳng phải chúng ta vẫn luôn muốn kết nạp Dương Hoa thành hội viên của Thương Minh sao? Tôi nghĩ chuyện này có thể nhanh chóng đưa vào lịch trình. Đây là phương án do tôi vạch ra, bà hãy xem đi, nếu bà thấy không có vấn đề gì, tôi sẽ lập tức phái người đến Giang Thành, mời Thần Y Lâm đến đây bàn bạc chuyện gia nhập Thương Minh. Người đàn ông cười nói, gia nhập Thương Minh? Bạch Họa Thủy nhíu mày, thực ra bà ta đã có ý định để Dương Hoa gia nhập Thương Minh, trước kia từng nhắc đến nhiều lần. Lâm Minh cũng đồng ý. Lúc Dịch Tiên Thiên còn tại vị, Lâm Minh đã xin làm thành viên của Thương Minh, nhưng mãi chưa làm thủ tục. Nếu Dương Hoa gia nhập Thương Minh, thì chắc chắn kế hoạch xuôi Nam sẽ không nhằm vào nó nữa. Nếu không, chính là tuyên chiến với Thương Minh. Chỉ là vị phó minh chủ Tư Mã này quan tâm đến Dương Hoa từ khi nào vậy? Đã bao giờ nghe ông ta nói tới đâu? Phó minh chủ, trước đây chúng ta kết nạp người mới thì đều làm thủ tục ngay tại chỗ.
Tại sao lần này lại muốn Thần Y Lâm đến đây làm thủ tục? Bạch Họa Thủy tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Ha ha ha, Bạch Minh Chủ đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi cảm thấy thế lực của Dương Hoa quá lớn, sản nghiệp trải khắp cả nước, trong ngành y dược lại càng được coi là đứng đầu, rất nhiều chuyện không nói trực tiếp thì e là không thể nói rõ, nếu có sơ sót thì chết, mời cậu ta đến thương minh là thích hợp nhất. Người đàn ông cười lớn, Bạch Họa Thủy trầm ngâm một lát gật đầu. Được, chuyện này ông sắp xếp đi. Được, tôi sẽ phái người đến ngay Giang Thành. Người đàn ông nheo mắt cười, sau đó chào hỏi rồi đi. Bạch Họa Thủy ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng người đàn ông, sau khi cửa đóng, liền trầm ngâm một lát, rồi lấy một chiếc điện thoại cũ kỹ ra, soạn một tin nhắn, vội vàng gửi đi. Số tiền của Thương Minh nhanh chóng được chuyển đến. Lâm Minh nói Lôi Phúc đến nghiệm thu, xác nhận không có sai sót thì sử dụng làm quân phí cho quân Bắc Cảnh. 100 tỷ còn lại thì giao cho Mã Hải dùng để xây dựng quốc lộ. Thương Minh bỏ ra số tiền lớn như vậy, Bạch Họa Thủy làm minh chủ chắc chắn không dễ chịu là mấy. Nhưng bây giờ bà ta đã khôi phục chức vị, không có chuyện gì quá quan trọng thì sẽ không tiếp xúc với Lâm Minh, tránh bị người khác nghi ngờ. Nhưng khi Lâm Minh về đến nhà họ Lương, lại nhận một tin từ Bạch Họa Thủy gia nhập liên minh. Lâm Minh chào mày. Tiểu Minh, con đang ở đâu? Lúc này, trong sân nhà vang lên giọng nói của mẹ nuôi Lương Thụ Yến. Lâm Minh vội vàng đi vào, đến trước giường bệnh, nắm tay của Lương Thụ Yến, cười nói. Mẹ nuôi, con ở đây. Lương Thụ Yến nằm trên giường, trên mặt lộ ra nụ cười hiền từ. Con không sao thì tốt, không sao thì tốt. Mẹ nuôi, con thì có chuyện gì được? Lúc nãy mẹ mới nằm mơ, mơ thấy một cơn ác mộng. Thôi bỏ đi, không nói nữa, con bình an là đủ rồi. Lương Thụ Yến nói, trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc. Bà ấy chưa bao giờ mong vinh hoa phú quý, chưa bao giờ mong quyền lợi danh vọng. Bà ấy chỉ quan tâm đến người bên cạnh mình. Mẹ yên tâm, có con ở đây, dù là ai cũng sẽ không xảy ra chuyện đâu. Lâm Minh an ủi. Anh, lúc này Lương Tiểu Điệp ở ngoài cửa thò đầu vào, hô lên. Mấy ông mời anh qua phòng sách một chuyến để bàn chuyện. Anh biết rồi. Ánh mắt Lâm Minh dao động, sau đó anh báo cho Lương Thụ Yến một tiếng, rồi đi tới phòng sách. Khi vào phòng sách, Lâm Minh mới nhìn thấy trong phòng chỉ có ba ông cụ Lương Hổ Khiếu, Lương Khánh Tùng và Lương Vệ Quốc. Những người khác của nhà họ Lương đều không có ở đây. Các ông nội có chuyện gì sao? Lâm Minh tìm một chỗ ngồi xuống, không kìm được lên tiếng hỏi. Lâm Minh à, lần này nhà họ Lương nhờ cả vào cháu, nếu không chúng ta thật sự không biết phải vượt qua nguy cơ lần này như thế nào. Lương Vệ Quốc cười khà khà nói, ông khách sáo rồi, dù gì mọi người cũng là người nhà của mẹ nuôi cháu, nếu mọi người xảy ra chuyện, mẹ nuôi sẽ rất đau lòng, về tình về lý, cháu đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Lâm Minh nói, đúng, 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 chúng ta vốn là người một nhà mà. Lương Khánh Tùng vuốt râu cười lớn, Lương Hổ Khiếu rót ly trà, tự mình đặt lên bàn trà bên cạnh Lâm Minh. Nhóc Lâm, uống trà ông pha đi. Làm phiền ông rồi. Lâm Minh bưng ly trà lên, uống một ngụm nhỏ. Thấy tay nghề của ông thế nào? Lương Hổ Khiếu hỏi. Lâm Minh do dự một lúc, lộ ra nụ cười. Ngon lắm, cháu do dự rồi. Lương Hổ Khiếu lại lắc đầu cười gượng. Có lẽ trong lòng cháu nghĩ, trà nghệ của ông chẳng ra làm sao. Sao ông lại nói như vậy? Nhóc Long, thật ra ông không giỏi trà đạo cho lắm, nhưng cũng xem như biết cách pha. Người bình thường không nhận ra, nhưng cháu lại phát hiện được. Rõ ràng lúc nãy cháu đã do dự. Chắc cháu đã nể mặt mũi của ông nên mới nói cho có lệ. Lương Hổ Khiếu nói, ông cả, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, trà đạo Long Quốc tuyệt vời cao siêu, chúng ta đừng tiếp tục truy cứu nữa. Chẳng lẽ ông gọi cháu đến đây là để nghiên cứu thảo luận trà nghệ? Lâm Minh hỏi ngược lại, đương nhiên không phải, chúng tôi chỉ muốn hỏi thân phận thật sự của cháu. Lương Hổ Khiếu khẽ hít vào một hơi, tiểu thần thái thưởng thức trà của cháu, ông có thể khẳng định trình độ trà đạo của cháu không đơn giản. Nhóc Lâm, chúng ta có cháu như người nhà đối đãi, cho nên có vài lời chúng ta cũng xin nói thẳng, hy vọng cháu không ngại. Mọi người muốn biết cái gì? Lâm Minh hỏi, vì sao nhà họ Hàn đột nhiên chịu thua chúng tôi? Lương Hổ Khiếu lập tức tiến lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Chúng tôi cũng nhiều lần tìm hiểu nguyên nhân, nhưng đều không có kết quả, dù có hỏi nhà họ Hàn cũng không được gì. Lương Khánh Tùng nói, từ các sự việc trước mắt cho thấy cháu là người đã khiến nhà họ Hàn cúi đầu. Vì vậy, ba ông già chúng tôi muốn hỏi cho rõ. Đương nhiên, nếu cháu không tiện nói cũng không sao, chúng tôi tôn trọng việc riêng tư của cháu. Lương Vệ Quốc cười nói, Lâm Minh nghe vậy rơi vào trầm mặc. Chốc lát sau, anh lấy một lệnh bài từ trên người ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà.
Ba ông lão lập tức đi tới, nhìn thấy trên lệnh bài khắc một con rồng, ở giữa con rồng có một chữ cực lớn. Soái! Đây là gì? Lương Vệ Quốc và Lương Khánh Tùng đều nghi hoặc, chỉ có Lương Hổ Khiếu nhìn chằm chằm tấm lệnh bài đó suy nghĩ một hồi lâu. Đột nhiên ông ta như nhớ ra gì đó, khuôn mặt trở nên kích động, mặt đỏ lên, hơi thở gấp gáp giống như sắp nghẹn. Đây chẳng lẽ là soái lệnh của Long soái? Lương Hổ Khiếu run giọng nói. Soái lệnh? Hai người còn lại đều run rẩy. Phải, cháu chính là Long soái của Long Quốc. Lâm Minh bình tĩnh nói. Trong phòng sách thoáng chốc yên tĩnh, ba người mở to mắt ngơ ngác nhìn Lâm Minh một hồi lâu không nói nên lời. Không biết qua bao lâu, Lương Hổ Khiếu mới run run lên tiếng. Cháu nói là thật sao? Lâm Minh gật đầu. Lương Hổ Khiếu há miệng không biết nên nói gì mới phải, nhưng trong mắt tràn ngập sự kích động và tha thiết. Long soái, nhà họ Lương chúng ta xuất hiện một long soái, nhà họ Lương chúng ta lại có long soái. Lương Khánh Tùng ngửa đầu cười lớn, kích động đến mức nước mắt dâng trào. Ông trời ơi, tổ tiên ơi, mọi người nhìn thấy rồi chứ, nhà họ Lương chúng ta xuất hiện chân long rồi. Lâm Minh, cháu thật tài giỏi. Lương Vệ Quốc cũng khó mà kiềm chế sự kích động trong lòng, liên tục vỗ tay. Hai ông lão kia đã không kiềm chế được, người rơi nước mắt, người reo mừng, giống như đứa trẻ thi được điểm tuyệt đối. Hai người bớt bớt lại, còn ra thể thống gì? Lương Hổ Khiếu quay đầu nói. Hai người ngẩn ngơ, bây giờ mới khôi phục bình tĩnh, nhưng sự kích động trên mặt vẫn không thể che giấu. Cháu quá ưu tú, nhà họ Lương không xứng với cháu. Lương Hổ Khiếu hít sâu một hơi, cười gượng. Người một nhà mà còn nói xứng với không xứng sao? Cháu nói rồi, cháu là con trai nuôi của mẹ Lương Thu Yến, thì chính là người nhà của bà ấy, cho nên cháu cũng sẽ không coi mọi người là người ngoài. Lâm Minh bình tĩnh nói. Nói phải, chúng ta là người một nhà. Lương Khánh Tùng liên tục gật đầu cười nói. Anh cả, nếu nói thân phận long soái của Lâm Minh Trà, toàn bộ Yên Kinh, ai dám coi thường nhà họ Lương chúng ta? Lương Vệ Quốc cười nói. Không được. Lương Hổ Khiếu quát lên, hai người sửng sốt. Vì sao? Tướng Lâm có thân phận thế nào? Thống soái một nước, nếu tiết lộ thân phận của Lâm Minh, sẽ có bao nhiêu người ngoại vực muốn ám sát cậu ấy? Lẽ nào các chú muốn hy sinh Lâm Minh vì tài phú của mình? Lương Hổ Khiếu lạnh lùng nói, hai người lặng lẽ gật đầu, cực kỳ áy náy. Anh cả nói phải, vậy chúng ta sẽ giữ chuyện này trong bụng. Chuyện thân phận Lâm Minh tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác biết. Lâm Minh, cháu yên tâm, chúng tôi sẽ giữ kín miệng. Lương Hổ Khiếu nghiêm túc nói. Lâm Minh bật cười không phản bác, dù sao thân phận này mà công khai chắc chắn sẽ mang lại không ít rắc rối cho anh. Thưa ba ông, việc ở Yên Kinh cũng tạm ổn rồi, cháu cũng nên về, không ở lâu được nữa. Lâm Minh mỉm cười nói. Vội cái gì, ở thêm mấy ngày nữa hãy về, cũng không muộn mà. Khó có khi thấy cháu đến đây, ông nghĩ Thu Yến cũng rất nhớ cháu. Lương Vệ Quốc vội nói. Phải đấy, lúc nãy cháu cũng gặp mẹ nuôi rồi. Tuy mẹ cháu đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng xương cốt vẫn còn yếu, cháu không ở thêm mấy ngày với mẹ cháu sao? Lương Hổ Khiếu cũng nói, cháu thật sự có chuyện. Thôi được, nhiều lắm là ở thêm một ngày. Thế là đúng rồi. Lương Hổ Khiếu cười lớn vội nói, chú ba, đi đãi tiệc, tối nay mấy ông già chúng ta uống với Lâm Minh một chầu nào. Ha ha, em cũng đang có ý này. Ba ông lão vô cùng vui vẻ. Sau khi Lâm Minh rời khỏi phòng sách, lại có người giúp việc của nhà họ Lương đi tới. Cậu Lâm, có người tìm cậu. Ai? Hàn đại thống soái. Hàn Lạc ngồi ở phòng khách, người giúp việc bưng trà rót nước, nhưng hắn không có tâm trạng thưởng thức mà lại có bộ dạng căng thẳng đứng ngồi không yên. Nghe nói anh tìm tôi. Lâm Minh đi vào phòng khách, Hàn Lạc đứng bật dậy hành lễ với Lâm Minh. Kính chào Long soái. Lâm Minh cũng đáp lễ, nói, có gì cứ nói. Long soái, tôi đến để chào tạm biệt anh. Hàn Lạc cười gượng. Ồ, Lôi Phúc trả lời anh rồi sao? Lâm Minh nghi hoặc hỏi. Phải, Lôi võ trưởng đã gửi tài liệu đến, hôm nay tôi sẽ quay lại tiền tuyến, theo như lời anh nói, dùng thân phận một tân binh xung phong trận địa. Hàn Lạc cười nói. Lâm Minh nghe vậy lặng lẽ gật đầu, mặc dù nhà họ Hàn từng ỷ vào thân phận của Hàn Lạc mà ức hiếp người khác, bản thân Hàn Lạc cũng bao che, nhưng hắn không làm gì hổ thẹn với đất nước, xứng đáng là một chiến sĩ. Anh cởi áo ngoài ra. Lâm Minh nói. Hả? Hàn Lạc sửng sốt nhưng không dám làm trái, lập tức cởi áo ngoài ra, cởi luôn cả áo ba lỗ bên trong để trần thân trên. Ngồi xuống ghế đi. Lâm Minh lấy hồng bông long châm ra,
Hàn Lạc nhìn Hồng Mông Long Trâm, dường như ý thức được gì đó, vội vàng ngồi xuống ghế, dựng thẳng lưng. Lâm Minh lập tức rút châm đâm lên người hắn. Sau vài châm, Hàn Lạc đột nhiên run lên, cơn đau cực liệt dâng tràn, nhưng hắn không dám lên tiếng. Lâm Minh tiếp tục dùng châm, dần dần cơ thể Hàn Lạc co giật càng lúc càng nhanh, giống như bị điện giật. Hơn nữa, khi cơ thể hắn không ngừng run, những lớp bùn đen cũng tràn ra từ trong lỗ chân lông của hắn. A! Hàn Lạc gào lên giận dữ, trên người như có trùng khí dâng lên, đợi trùng khí đó biến mất, cảnh giới đã tăng cao một bậc. Được rồi, đi tắm rửa đi. Lâm Minh rút châm về, bình thản nói. Hàn Lạc hoàn hồn lại, nhìn hai tay và người mình toàn bùn đen, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Tướng Lâm, tôi đột phá rồi sao? Anh mắc kẹt ở cảnh giới này có lẽ cũng một thời gian rồi phải không? Tròn 5 năm rồi, thiên phú của anh không tệ, sau này phải cẩn mẫn thêm mới được. Lâm Minh nói, cảm ơn lắm soái. Hai mắt Hàn Lạc nóng bừng, kích động nói. Ngoài ra, anh cầm theo những thứ này, nếu gặp phải nguy hiểm, chúng có thể giúp anh thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Lâm Minh lấy vài lọ nhỏ từ trên người đưa cho hắn. Hàn Lạc nắm chặt lọ sứ nhỏ, nước mắt giàn giụa, sau đó định quỳ xuống. Nhưng Lâm Minh đỡ lấy hắn. Dưới gối, đàn ông là nghìn vàng, đừng tùy tiện quỳ gối như vậy. Huống hồ, anh còn là quân nhân. Lâm Minh nghiêm túc nói, vâng, Long soái. Giọng nói của Hàn Lạc hơi khàn đi. Đi đi, tạo dựng sự nghiệp, đợi anh khải hoàn. Vâng, Hàn Lạc lại đứng thẳng người, làm nghi lễ quân đội tiêu chuẩn với anh, sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Lâm Minh thở phào, quay về sân nhà. Tối đến, nhà họ Lương tổ chức một bữa tiệc gia đình náo nhiệt. Tiệc không mời ai khác, chỉ có người trong nhà họ Lương hội tụ với nhau uống rượu. Ba ông cụ cho đến chú bác nhà họ Lương đều vây quanh Lâm Minh mời rượu. Mặc dù mọi người không biết thân phận long soái của Lâm Minh, nhưng lại biết Lâm Minh đã tìm được mối quan hệ khiến nhà họ Hàn phải cúi đầu. Dù sao, Hàn Lạc cũng đã đích thân đến gặp Lâm Minh. Bữa tiệc này uống đến mức say bí tỷ. Lương Vệ Quốc nằm lên bàn ngủ thiếp đi, còn phải nhờ Lương Bình Chiều đưa về. Đến đêm khuya, mọi người mới giải tán. Mặc dù Lâm Minh cũng uống không ít, nhưng không hề có men say. Nhìn buổi tiệc dần dần vắng vẻ, anh lại đốt điếu thuốc, đứng ở cửa yên tĩnh quan sát cảnh đêm ở Yên Kinh. Anh có tâm sự à? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Huyền My! Lâm Minh dập tắt điếu thuốc, mỉm cười. Không có tâm sự gì cả, chỉ là không ngủ được. Sao em không thấy mấy người Mã Hải đâu? Anh cho họ về Giang Thành trước rồi, dù gì Dương Hoa cũng có nhiều việc cần xử lý. Thế à? Lương Huyền My nhìn Lâm Minh cười chua chát. Anh có biết không, đôi khi có phải chuyện không thể giấu được. Chuyện gì? Lâm Minh sững sờ. Anh mệt quá rồi. Lương Huyền My nhỏ giọng đáp. Lâm Minh rơi vào trầm mặc, một lúc sau mới cười nói. Mệt rồi thì đi nghỉ đi, không còn sớm nữa, về phòng thôi. Lương Huyền My ngập ngừng, cuối cùng vẫn kìm lại. Đúng rồi, tối nay là ai chăm sóc cho mẹ? Tiểu Điệp sao? Tối nay em chăm sóc, Tiểu Điệp tham gia họp lớp rồi. Chẳng trách suốt buổi tiệc không thấy mặt em ấy. Lâm Minh lắc đầu, quay người chuẩn bị về phòng. Đúng lúc đó một tiếng khóc vang lên. Anh, chị, cứu bạn em với. Hai người sửng sốt quay đầu lại. Lương Tiểu Điệp, nửa gương mặt sưng phù, khóc đỏ mắt đứng ở cửa. Tiểu Điệp, Lương Huyền My kinh ngạc, vội vàng bước lên trước che mặt Lương Tiểu Điệp lại. Lo lắng nói, em làm sao thế? Không phải em đi tham gia họp lớp sao? Sao lại thế này? Là ai đã đánh em? Lâm Minh nhìn mặt Lương Tiểu Điệp, vươn tay ra xoa nhẹ, khuôn mặt sưng húp lập tức bớt sưng đi không ít. Chị ơi, em đi họp lớp, bọn em đến karaoke để hào, thì gặp một nhóm côn đồ, mấy tên đó muốn em uống rượu với chúng, em không chịu thì tụi nó đánh em. Bạn em chạy đến đánh chúng thì bị chúng bắt lại, bạn em lo em bị đám xấu xa đó hại nên lén đưa em rời khỏi đó, nhưng sợ là các cậu ấy không thoát được. Lương Tiểu Điệp bật khóc nói. Gì cơ? Lương Huyền My cực kỳ sợ hãi vội nói. Em nhanh chóng báo cảnh sát đi. Điện thoại em bị chúng lấy rồi, không gọi được. Em chạy một mạch đến đây. Lương Tiểu Điệp lau nước mắt nói. Đế Hào cách đây không xa lắm. Lương Huyền My lập tức lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Lâm Minh lại nói. Huyền My, em đi lái xe, chúng ta đến Đế Hào. Vâng, Lương Huyền My gật đầu, vừa gọi điện thoại vừa đi lái xe. Không lâu sau, ba người đến trước cửa karaoke Đế Hào. Đây là quán karaoke nổi tiếng ở Yên Kinh, không chỉ vì nó cực kỳ cao cấp, quan trọng nhất là bên trong có đầy đủ các thiết bị tiện nghi, các hoạt động giải trí. Ngoài ra, karaoke sẵn sàng tiếp thị, nhân viên phục vụ đều là trai đẹp gái xinh, nên người ở đây rất được nhiều người biết đến. Cảnh sát sắp đến rồi. Vừa xuống xe, Lương Huyền My nói, trước khi cảnh sát đến, trước tiên phải xem thử đối phương có những ai. Lâm Minh nói, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận.
Trong lòng anh, Tiểu Điệp là em gái của anh. Cảnh sát đến bắt người là việc của cảnh sát, nhưng dám động vào em gái anh thì không xong đâu. Trước đó mẹ nuôi bị thương, Lâm Minh đã cảm thấy cực kỳ áy náy rồi. Bây giờ anh ở đây, Lương Tiểu Điệp còn có thể bị bắt nạt à? Sao anh có thể nhẫn nhịn được? Lương Tiểu Điệp đi đến trước cửa, sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng Lương Huyền My lại trấn an cô ta. Em đừng lo, em quên anh Lâm là ai rồi à? Anh ấy là thần Ni Lâm ở Giang Thành, cực kỳ nổi tiếng đấy. Đừng sợ. Vâng, lúc này Lương Tiểu Điệp mới lấy hết can đảm bước vào. Xin hỏi, mọi người đến hát hò, ngâm chân, massage hay là ở lại khách sạn ăn tối? Lễ Tân nhìn thấy Lâm Minh dẫn hai cô gái xinh đẹp đi vào, ánh mắt sáng rực vội đi đến cười nói. Nếu là thuê phòng, thì chúng tôi có phòng tổng thống sang trọng nhất, có thể ngắm toàn bộ phong cảnh của Yên Kinh từ trên cao, tin chắc anh sẽ hài lòng. Phòng VIP số 333 ở đâu? Dẫn tôi đến đó. Lâm Minh bình tĩnh nói. Vừa nghe thế, Lễ Tân biến sắc, sau đó cười nói. Xin lỗi anh, hiện giờ phòng VIP 333 không mở công khai. Nghe thế, Lâm Minh như hiểu được gì bèn nói. Nếu đã thế, thì tìm giúp tôi vài người. Tôi muốn gặp hắn. Anh muốn tìm ai? Ông chủ của các người. Anh này, ông chủ bọn tôi chắc không có thời gian. Nếu anh có việc cần, thì có thể để lại số điện thoại. Đợi ông chủ bọn tôi rảnh, tôi sẽ gọi ông chủ gọi cho anh. Lễ Tân mỉm cười nói, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ khinh thường và chế giễu. Phòng VIP 332 không mở, nhất định là mấy đứa bạn của Tiểu Điệp còn ở trong đó. Anh à, chúng ta không thể kéo dài được, nếu không bạn của Tiểu Điệp sẽ gặp nguy hiểm mất. Lương Huyền My nói, cậu ta không dẫn đi, thì chúng ta tự mình sang đó. Quý khách đừng làm chúng tôi khó xử. Lễ Tân cười nhạo, vẫy tay. Bốp bốp bốp, bốn bảo vệ mặc đồ vest đen, cao to chạy đến. Trong tay, ai cũng cầm cây gậy bằng nhựa, lạnh lùng nhìn ba người. Lương Huyền My tỏ vẻ khinh thường, muốn ra tay nhưng bị Lâm Minh ngăn lại. Anh nhìn tấm biển bên trên bức tường chỗ Lễ Tân nhưng nhận ra điều gì. Anh rơi vào trầm tư, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt, sau đó bình tĩnh nói. Em gái tôi đang hát ở phòng 333 nhưng bị ai đó đánh. Tôi hỏi cậu, người đánh em gái tôi có phải là người của ông chủ cậu không hay là người trong này? Anh này, tôi khuyên anh lên nhanh chóng rời khỏi đây, đừng nhắc một chữ đến chuyện dư thừa, nếu không anh sẽ có chuyện đấy. Lễ Tân khinh thường nói, không muốn nhắc đến chuyện này với Lâm Minh. Vậy à? Lâm Minh gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho một số. Tướng Lâm, đêm muộn thế này còn gọi cho tôi, là có chuyện tốt gì sao? Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng cười sảng khoái. Đương nhiên là có chuyện tốt. Nghe này, lập tức sắp xếp một đợt diễn tập. Vị trí là karaoke Đế Hào ở Nam Lộ. Lâm Minh nói, diễn tập ư? Lễ Tân sửng sốt. Nghe Lâm Minh nói với người kia thế, vẻ mặt Lễ Tân không được tự nhiên. Cậu ta do dự một lúc rồi vội cầm điện thoại ở quầy Lễ Tân lên gọi cho một số. Được rồi, không lãng phí thời gian nữa, bọn tôi đến phòng VIP 333 trước đây. Lâm Minh nói, sau đó đi về phía hành lang. Ngăn họ lại. Lễ Tân bỏ điện thoại xuống hét lên, nhưng ngay sau đó, Lương Huyền My đã bước lên trước, chỉ vài chiêu đã hạ gục đám vệ sĩ này. Cái gì? Lễ Tân trợn tròn há hốc mắt. Vừa rồi cậu đã gọi điện báo cho ông chủ của mình chưa? Lâm Minh nghiêng đầu nhìn Lễ Tân dường như đã hóa đá. Gọi, gọi rồi. Lễ Tân run rẩy nói. Tập 754 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.